Chào các bác, những ai yêu những chiếc bán tải đẹp thì đừng nên bỏ qua video này. Đây là một video về một chiếc xe bán tải vừa ngon vừa bổ vừa rẻ. Mà tại bên Abuji ô tô chuyên các cái dòng xe lằng nhoằng mới về được cửa hàng xong. Một chiếc xe được bác chủ độ lên hệ thống đèn bi cực kỳ đẹp. Đây các bác nhìn này, bi form mới nhờ, đẹp vô cùng. Với 6 mắt bi, 2 pha và 1 cốt. Cực kỳ đẹp với thiết kế led mí. Vâng, và đây là một dòng xe bán tải bản full. Ford Ranger Wildtrak đời 2015 đã độ lên form rất là đẹp với la răng 18 inch, lốp dày Bridgestone 4 quả mới tinh tình hình 2022. Và đây là một mẫu xe bền lành, một mẫu xe khỏe, một mẫu xe hầm hố với thiết kế trẻ trung năng động. Và con này thì chơi cái nắp thùng trượt thôi, không phải là nắp thùng cao các bác nhá. Và đây là một chiếc xe máy dầu nhập Thái bản 3.2, số tự động, 2 cầu. Vâng, một chiếc xe đẹp với thiết kế trẻ trung năng động. Và đây là một chiếc xe 2 cầu dành cho những bác nào mà yêu đường trường, yêu những giải địa hình, yêu những cung đường phượt. Và mẫu xe này thì thiết kế phải nói là nó đẹp rồi. Đặc biệt là con này thì được cái là cái thùng phía đằng sau này các bác này, gần như là chủ chỉ mua gọi là về để trưng thôi, không hề làm gì, nên là thùng như mới nha các bác nhá. Thùng như là mới tinh luôn, không có động chạm một chút gì bụi bẩn à. Đấy các bác nhìn này, mới tinh tình tình luôn nhá. Và xe thì không có lỗi, đảm bảo cho các bác là không có đâm va tai nạn ngập nước. Xe đã chạy được 11 vạn rồi. Và nói chung là chất của xe thì cũng đã ok theo thời gian. 11 vạn, xe được bảo dưỡng định kỳ thường xuyên tại hãng. Nên là về chất xe thì các bác yên tâm không phải nghĩ luôn. Một chiếc xe của bác chủ là hội ở bán tải thành phố Lào Cai. Bác ấy đi chiếc xe này cũng đã được vài năm. Và phải nói là bác ấy giữ gìn tương đối là cẩn thận. Đăng kiểm thì đến tháng 12 năm 2022. Và đây là một dòng xe hầm hố, gầm cao, máy khỏe, lốp dày, xe cứng đấy. Và chiếc xe thì mang biển chính chủ 24C05859. Mặt ca ta lăng của xe này các bác nhìn này, đồng sơn sạch sẽ, nhựa này, nhựa nét căng luôn này, không có chảy xước nhá. Và tất cả các cái nan gió của nó là còn ngon nguyên này. Đấy các bác nhìn ạ, vâng, nan gió này. Rồi các cái hốc dưới này. Đặc biệt là đây là một chiếc xe có cảm biến phía đằng trước, 4 mắt cảm biến phía đằng trước cho các bác. Đấy, giờ yên tâm và an toàn khi mà các bác đi. Đặc biệt là hệ thống đèn gầm của chiếc xe là đèn halogen, chưa có độ lên bi nhá các bác nhá. Đèn halogen thì màu đèn căng sáng luôn này, không hề lỗi lầm. Còn phía đằng trên này thì là xe đã được độ lên quả 6 mắt mí led, bao gồm đời mới đấy ạ. Vâng, đời 2021 mới sử dụng đến những cái loại này. Màu đèn rất là đẹp luôn. À các bác nhìn này, hai mắt pha này, hai mắt bi led pha này và một mắt bi led cốt, khả năng sáng cực kỳ ok luôn. Đấy, quét sáng rõ ràng và ra được đến tận cái kia kìa. Thời tiết hôm nay là một thời tiết mưa gió nha các bác nhá. Việc mua được chiếc xe này về cũng là một khó khăn. Chạy từ trên Lào Cai về đến đây mà tính ra là hết độc qua 20 lít dầu, quá là ít cho tầm giá. Vâng, và các bác có thể nhìn này. Đấy, một cái vè nhựa này tăng cái khả năng gọi là căng cứng cho chiếc xe này. Đấy, bầu đèn bên này thì đẹp rồi. Nói chung là về đèn thì thiết kế thì không chê đâu được. Đấy, còn sơ tôn cabo dày nhá các bác nhá. Vâng, tôn cabo dày dặn đấy, xe cứng, đồng sơn màu cam cực kỳ bắt mắt. Và đây là một màu hot tại thị trường Việt Nam, màu hot đến bây giờ vẫn hot các bác nhá. Vâng, màu bán tải màu cam cực kỳ độc đáo. Vâng, và những ai mà yêu thích chiếc xe này đừng ngại ngần mà bỏ qua Vũ Duy ô tô, điện thoại ngay cho em. Vâng, điện thoại ngay cho Vũ Duy ô tô qua số điện thoại 0869158926. Một chiếc xe độ full đồ, không thiếu một cái gì nữa rồi. Vâng, và đây là các bác có thể nhìn này, lốp Bridgestone đấy, lốp đua lờ Bridgestone nhá, lốp dày, lốp 265/60R18. La răng của xe là la răng cho bản Wildtrak với la răng phay cực kỳ đẹp, độ độc đáo. Còn về sassi gầm mẹ thì các bác cứ nhìn sassi của em ạ. Vâng, toàn bộ hệ thống sassi của xe này vẫn còn đen xì nhá, tất cả các cái bát bèo giảm sóc, ốc chưa ra luôn. Và đây là một dòng xe rất là cứng đẹp luôn, là các cái ốc nhựa còn nguyên này đấy. Lốp dày, vâng, lốp thì rất dày rồi. 4 quả lốp 2021 bác chủ đã thay. Vâng, bác ấy đã thay 4 quả 2021, gần 20 triệu đồng. Về là các bác không phải làm gì nữa nhá, rất là ok. Bậc sàn thì đã được độ lên là sàn bậc để chân, sàn đen. Vâng, nổi bật nhất là cái tông màu dép của em này này. Đấy, còn sơn si tôn sàn, tôn vỏ mỏng, thay nắm cửa đã được ốp. Và quên, này, xi nhan tích hợp trên bầu gương. Và bầu gương của xe không có mạ chrome, để nguyên như thế này. Đấy, gương kính điều chỉnh điện, có cục xòe, không thiếu cái gì. Mỗi tội đọng nước mưa.
Cái này thì cái đấy là cái điểm trừ của cái xe. Tôi thích thì em phun một tí nước là hết ngay. Đúng rồi, các bác nhìn này, chỉ tăm này, chỉ keo nó zin này. Đấy, chỉ keo zin luôn các bác nhá. Zin nguyên này, zin nguyên cả cánh. Tappy sạch, kính điện một chạm nhẹ nhàng với kính lái. Đấy, nhẹ nhàng luôn này. Và tất cả các kính còn lại thì hoạt động hoàn toàn bình thường. Nói chung là đây là một dòng xe bản full, gần như là đồ của nó thì không thiếu một cái chức năng hiện đại nào. Đấy, nội thất ghế da cao cấp, sờ rất là mềm, sướng. Đấy, ghế da xịn sò, có túi khí an toàn trên ghế các bác nhá. Đây này, túi khí an toàn này. Và đặc biệt là túi khí ở vô lăng hay là táp lô trước này, đều có hết các bác nhá. Vâng, mặt táp lô thì sạch sẽ. Tầm này các bác thông cảm cho em là hôm nay thời tiết mưa gió, ánh sáng không đủ, các bác thông cảm một chút nhá. Còn đâu là tất cả các chi tiết thì gần như là mới tinh. Đây các bác nhìn này, vân carbon này, mạ vân carbon sáng bóng luôn này, ốp vân carbon này, rồi các cái phím tích hợp này, có ga tự động cờ đôi con trồ đầy đủ luôn nhá. Và bên này thì có điều khiển giọng nói tích hợp âm thanh, cài đặt phím đầy đủ. Vâng, túi khí an toàn. Hệ thống đèn của chiếc xe là đèn auto điều chỉnh bằng cái cụm phím này. Đấy, đầy đủ, không thiếu một cái gì. Gương kính thì cụp xe điện hết rồi. Vâng, một chiếc xe bản full kịch, không có lỗi làm bao, cam kết không có đâm đụng tai nạn ngập nước. Giấy tờ hồ sơ sang tên đơn giản. Đấy, lót sàn 6D luôn nhá. Vâng, sàn 6D. Đấy, tầm này bắt đầu tối tối rồi. Vâng, thực sự là thời tiết hôm nay là thời tiết mưa gió nắng thất thường. Mình đi những chiếc xe này thì cũng rất là yên tâm. Và các bác cứ đi thôi, không phải làm gì. Đấy, sơn sườn tôn vỏ căng đét luôn nhá, xe cứng. Và đây là một chiếc xe mà bên em bán với cái giá vô cùng yêu thương. Vâng, các bác chỉ cần bỏ ra một cái số tiền loanh quanh đâu đó khoảng hơn 600 là các bác đã sở hữu ngay được chiếc Forango White Truck này rồi. Vâng, dòng này thì mua mới bây giờ các bác cũng phải mua ngót nghét tầm tỷ, hơn tỷ nhá các bác nhá. Và tại Vũ Duy Auto, những chiếc xe này em đang bán với cái giá chỉ hơn 6 đồng thôi ạ. Vâng, rất là rẻ. Và tính ra là sau 6-7 năm thì những chiếc xe này là những chiếc xe giữ giá. Đấy, lốp dày này, lốp dày khự luôn này. Đấy, cái ánh sáng bắt đầu là hơi tối rồi. Thời tiết mưa gió thực sự là khi mà review cho các bác cũng là một cái bất cập. Nhưng các bác yên tâm, em có hình ảnh chi tiết kèm theo cho các bác luôn. Cực đẹp luôn các bác nhá. Xe cứng, vâng. Đấy, sơn sườn tôn vỏ căng. Và con này thì nói chung là không có lỗi rồi. Nên là các bác cứ yên tâm, về là chỉ có việc đi thôi. Sang tên đơn giản nhá. Vâng, sang tên đơn giản, hồ sơ pháp lý đầy đủ chuẩn chỉ luôn cho các bác. Đấy, sơn này, đó, các bác nhìn ạ. Vâng, và cắp các kéo thùng này. Đấy, lắp trượt đầy đủ luôn các bác nhá. Vâng. Và đây là một dòng xe giá rẻ tại thị trường Việt Nam. Vâng, giá rẻ, nhưng mà nói đùa các bác chưa bán tải thì con này là một chiếc xe không rẻ một tí nào. Nhưng mà được cái chất thì đúng là vua bán tải rồi. Người ta hay gọi là đức đua đấy ạ. Vâng, vua bán tải tại thị trường Việt Nam luôn. Và những cái mẫu xe này bao giờ cũng được chiếm được cảm tình của mọi người. Tất cả những ai mà yêu thích cái dòng bán tải thì đúng là không bao giờ bỏ qua mẫu xe này được. Thực sự là như vậy. Đấy, lốp này, đấy, lốp này. Đấy, các bác nhìn ạ, lốp dày khự luôn. Và nói chung là sàn trước các thứ của xe thì cứng cáp. Đấy, vâng, không chê được hơn. Gầm này, cho các bác xem gầm luôn. Đấy, gầm khô ráo sạch sẽ nhá. Thời tiết mưa gió bên này em mới đi có một đoạn thôi. À, nó chỉ ướt chứ còn gầm thì khô không phải bàn rồi. Đấy, còn nội thất bên trong hàng ghế thứ hai rồi. Đấy. Vâng, nội thất vẫn còn rất là tươi. Lót sàn xoắn chống bẩn này, rồi sàn 6D ở phía dưới này. Đấy, không thiếu một cái gì. Và chiếc xe này thì bên em mang bán cái giá hơn 600 thôi. Đấy, thế nên là bác nào mà quan tâm đến dòng xe Forango và cái bản White Truck thì đây là một mẫu xe hiếm, một mẫu xe đẹp cho các bác. Và chiếc xe này thì bên em đang bán rất là đơn giản thôi, có hỗ trợ trả góp đàng hoàng nha các bác nha. Đấy, ghế chỉnh điện này hoạt động hoàn toàn bình thường. Vâng, và bây giờ thì ta sẽ cùng đè nổ chiếc xe, bật đèn lên cái. Đèn thì hơi tối, con này chấm điểm trừ cho cái đèn này. Đè nổ start stop thông minh. Đấy, bật đèn này, này các bác nhìn pha ra cái con xe đằng trước này. Đấy, các bác thấy ạ, khả năng pha sáng của nó cực kỳ cao luôn. Và ta sẽ dùng ra khoang máy để xem chiếc xe này máy số gầm mẹ như thế nào. Con này thì bao đẹp cho các bác luôn nhá. Xe cứng bao đẹp luôn. À, không có lỗi. À, bác nào mà quan tâm đến cái dòng xe bán tải Forerunner thì không nên bỏ qua mẫu xe này luôn. Đấy, các bác nhìn này, khoang máy của chiếc xe khô sạch sẽ, máy gầm chất. Động cơ máy dầu 3.2, mức tiêu thụ nhiên liệu dầu của chiếc xe rơi vào tầm khoảng 7 lít dầu trên 100 cây.
với thời điểm này thì nói chung là cũng là rất là rẻ rồi. Đấy các bác này, máy khô sạch, xe cứng không có lỗi nhá. Còn đầu răng này, đấy các nhìn đầu này. Đấy, đầu răng này còn nguyên nguyên. Đấy, tai đèn đẹp này, không có gãy vỡ này. Và ắc quy là ắc quy trai mới luôn nhá các bác nhá. Đấy, một mẫu xe bán tải hầm hố ngon lành phở. Đấy, đẹp luôn, không chê một lô nào. Cam kết cho bác là không có đâm va tai nạn ngập nước nhá. Đang có mặt tại Vũ Duy Auto. Con này thì nói chung là chất thì khỏi bàn rồi. Và bên nhà em thì đời 2014 cũng có màu bạc nhá. Còn đây là màu cam, một màu hot tại Việt Nam. Và những ai mà yêu thích chiếc xe này thì mời các bác qua cửa hàng xem xe và lái thử trải nghiệm luôn. Thời tiết mưa gió này mình cứ đi bán tải được ngồi trong xe là sướng nhất các bác ạ. Các bác bảo có sướng không? Rồi, anh em ta cùng lùi ghế lại tí, sau đó là ta sẽ cùng lái chiếc xe này đi ra dời mưa dời gió để cho các bác thấy rằng là cái việc sở hữu một mẫu bán tải là một cái niềm sung sướng các bác ạ. Đấy, mình với cái tầm tiền này thì nói chung là cũng rất là nhiều lựa chọn. Và cái lựa chọn bán tải là cũng là một lựa chọn cực kỳ thông minh. Em phải đóng kính hết lên các bác ạ. Đấy, chống ồn cực tốt luôn nhá, gần như là không nghe tiếng ồn nữa rồi. Và kể cả tiếng máy luôn. Bên em thì có rất nhiều xe, nên là các bác mà quan tâm đến xe thì kể cả bất kỳ dòng xe nào ạ, các bác có thể là qua cửa hàng xem xe và lái thử luôn. Đấy, còn cửa hàng em thì có địa chỉ tại Đông Sơn, Thủy Nguyên, Hải Phòng. Và bên em thì có thu mua xe trên toàn quốc nhá. Các bác chỉ cần điện thoại đặt hàng thôi là bên em sẽ mang xe đến tận nhà giao cho các bác. Một con xe ngon, lành phở, xe cứng, không lỗi lầm. Đấy, đi đường nó như thế này các bác sung sướng không? Đấy, quá ok trong tầm giá luôn các bác ạ. Vâng, giá rẻ, xe lại ngon. Đấy, kiếm đâu ra được con xe đẹp xịn xò này đâu ạ. Vâng, và những ai mà quan tâm đến chiếc xe này thì các bác có thể là qua cửa hàng xem xe và lái thử nhá. Cảm ơn các bác và xin chào, tạm biệt, hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo với những chiếc xe lằng nhằng khu quằm ngon lành bổ rẻ tại Vũ Duy Auto. Xin cảm ơn. Đấy, xin chào các bác. Đấy, bên nhà em thì xe nó không thiếu một cái gì luôn nhá. Thao cho bác đến xem xe luôn. Cảm ơn các bác. Vũ Duy Auto, nơi khách hàng gửi chọn niềm tin.